quý vị, ban nhạc Morabon của Bắc Hàn đột ngột hủy show tại Bắc Kinh. Đội văn công nữ của Bắc Triều Tiên hủy bỏ show diễn tại Bắc Kinh mà không đưa ra một lý do nào. Ban nhạc nữ Morabon của Bình Nhưỡng có lịch trình liên tiếp diễn 3 ngày tại thủ đô Bắc Kinh nhưng lại đột ngột lên máy bay về nước vào chiều hôm qua mà không đưa ra lời giải thích nào. Ban nhạc này được chính chủ tịch Bắc Triều Tiên là Kim Chánh Ân tuyển chọn và thành lập. Đoàn nhạc công đi kèm cũng về nước với Morabon trên một chiếc phi cơ loại nhỏ do Bình Nhưỡng cung cấp việc rút lui này đang dấy lên lời đồng đoán việc ông kim chánh ân thay đổi ý kiến vì cảm thấy không được tôn trọng đúng mức cộng đồng mạng của trung quốc cho rằng đây là sự sỉ nhục đối với bắc kinh trong khi một số khác phê phán ông kim chánh ân vì đã lấy một thành viên trong ban nhạc nữ này bình nhưỡng trong thời gian gần đây lộ ra mặt việc không từng phục bắc kinh như thời trước khi cha và ông nội đương kim chủ tịch bắc triều tiên cầm quyền